Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn tay gấu lên nón bảo hiểm. Một bộ sản phẩm bao gồm hai tay gấu và hai keo dán. Đầu tiên mình sẽ dán một keo một mặt vào tay gấu trước. Khi dán, các bạn càng ít tiếp xúc với bề mặt keo thì keo càng bám chắc. Sau các bạn căn chỉnh để dán tay gấu lên nón sao cho cân đối. Ta-da! Mình đã xong rồi.